Chào các bạn nha. Sáng nay mình cũng đi rừng các bạn, và cũng những chuyến đi rừng tìm những cây phôi, đi sưu tầm những cây phôi các bạn. Tới gần giờ mình tới bonsai các bạn. Và hôm nay mình đi có ba anh em, một anh em đi đào phôi, một ông anh đi nhú chim, mà ông đi nhú chim rồi. Còn mình thì đang đi tìm thứ có cái phôi gì đẹp không. Đây các bạn, hoa này, hoa dài trên rừng, mình biết hoa gì, mình kêu cây này là cây giấy nha các bạn, hoa rất đẹp, những bông hoa. Mình đang đi tìm kiếm các bạn, thứ mình tìm ra với cây gì ạ. Ui, bụi trà là. Cho cái bụi này gai nó đâm thôi. Quấy chưa các bạn. Bây giờ là cố cựu. Cái góc thức quá cao. Mình cũng tới gần tới biến các bạn. Hồi đó mình cứ tìm có cái gì nữa. Mình cứ xế các bạn xem. Các bạn, cây này thì rất đây, nó thân thì thánh các bạn, nó mang được cái tàn quan giả, không biết có 3-2 thân, nó có rào thì nó dính đây mình cũng biết các bạn, nên nhỏ thì ngón tay, thân này còn vậy, luôn, cao khoảng tầm 60, một cái tàn to các bạn. Cây nó mọc ở chỗ đây nữa. Còn đó đây các bạn, còn tương tư các cây nào còn được không? Ở trong đây còn cây nữa này các bạn. Còn mình vô thử đi. Anh em trong rừng đây rất thông thánh rồi ạ. Mình vô tới nào thử. Cái chỗ sao mà cây gì mọc đâm đâm trà khúc kiến đó, mình chui vô thứ các bạn. Nó đây cọc đỏ kìa, được cái góc nó rồi các bạn. Đây ui, hai thân, một góc lên hai thân thành o lên đây, cứ cua lếch lếch nữa mà. Đó mình coi thôi cái đoạn nó này các bạn, cái đoạn đó lá màu đỏ các bạn. Bạn phải đỏ này. Đỏ thiên luôn. Bạn phải đỏ thiên. Kết cấu lá xì toàn cũng đẹp nhưng mà tóc đỏ. Mà đây nó không có cái lá đây xây tròn cho mà nó không có cái ngón hình trái tim các bạn. Bạn để kỹ này, đọt đỏ này, lá nhỏ tròn. Để mình thử kiếm được có cây nào nữa không các bạn. Ủa, biến được xanh trắng. Đây các bạn, mình đã tìm được một cây hải châu này các bạn. Đây cái hải châu này lá búp xiên các bạn. Đây, bạn nhìn lá nó này, nó siêu nhỏ luôn. Bạn thấy lá búp xiên không? Kết cấu lá búp xiên là bạn nhìn vô là biết liền. Cây này thì đây các bạn, lá già mà vẫn hình thù nó vẫn như lá non nha các bạn. Ui, cây này đã này, lá thì quá ok. Bạn thấy không? Những cái lá búp xiên này. Rồi, bây giờ là mình đào cây này các bạn. Đào lá nguyên tàn luôn. Thân nó này các bạn. Đây, mình mới dập ra qua xuống đây. Cây này lá nguyên tàn. Mình cậy mình lấy luôn cái bầu đất các bạn.
sẽ giữ tặng riêng mình cho. Một cái hai châu lá bắp sen. Các bạn thấy con lá này, nhìn pho tích. Mình bước cái đây à. Đây các bạn, mình dọn nó ra rồi các bạn. Wow, cái gốc cây tổ hú các bạn ơi. Chết rồi. Không lấy cho vừa hải châu mà vừa cây tổ hú luôn nè các bạn. Ôi, các bạn coi gốc cây tổ hú này. Rồi, gốc cây tổ hú to trà bá. Này một cọc các bạn, đây là cây tổ hú nha. Còn đây là hải châu, nó có cái rõ đây. Không biết là mình à, bởi gốc cây tổ hú này mình lấy riêng các bạn. Đây có một cây bắp sen con nữa nè các bạn. Nó dính trong cái rễ của cây mẹ đây. Nó ra cái rễ nó mọc một mầm cây bắp sen con nữa. Mình được một cây bắp sen con, một cây bắp sen mẹ này các bạn. Thấy chưa? Hai em một chỗ. Đây, cây mẹ đây này các bạn. Bạn coi chưa? Lát này nó nhỏ các bạn. Siêu nhỏ luôn các bạn, đây, siêu nhỏ luôn. Nhưng mà nó kèn nó dậy nha các bạn, không phải là rí, không là rí nữa. Đối với mình là hải châu lá nhỏ là lá nhỏ, còn lá rí kèn các bạn thì nó như vậy. Mình đào đó mình lấy nguyên cầm đây thôi, một mẹ một con mình lấy luôn các bạn. Giờ mình trồng, ưu sao cái cây đây, tu, cha cái gốc tổ hú, hay là cho nguyên dừa kèn tổ hú. Mà vừa hai châu bút sen, hai thứ châu cũng lần luôn một chậu. Cái điều đây là nó giác chết có các bạn, mình nói đùa thôi. Chứ mình chỉ lấy cây hai châu bút sen thôi. Còn cây tự hú là mình đỡ đó các bạn, lá đây, lá của cây nhỏ này các bạn. Ôi, lá già mà vẫn giữ khuôn lá, ok. Mình thường nó đứng ở rừng kèn là mình thấy khuôn lá nó trúng hơn nha các bạn. Nhưng mà nó đứng rừng tốt mà. Đây, các bạn nhìn những cái lá mà nó tốt này. Đây. Nhưng mà nó vẫn là chuẩn khuôn lá hết. Học đó là thứ ca do có cái thành ca khó này. Ca đây mệt người đây. Mình cứ đào nó ra thử ra sao ạ. Đây các bạn. Mình đào nó gần ra rồi các bạn. Một mẹ một con. Đứng liền cờ. Đây. Mình đào nó sắp ra rồi. Bây giờ là mình à, ấy là các bạn, mình coi mình xuống lại cái bầu đất nữa các bạn. Ui, bầu đất tột quá. Các bạn thấy gốc tổ hú không? Ui, dính vô gốc tổ hú các bạn. Phơ thiệt. Mấy cái rễ mình cũng kết rồi. Bây giờ mình trên cục đất to này ra mình mới sửa lại. Coi thứ mình đỡ nguyên mẹ con hay là mình nó tách được không các bạn. Nếu mà nó dính nhẹ thì mình đỡ, mà nó nặng quá mình phải tách các bạn. Nặng quá đường đi xa, vác là chết có. Đây các bạn, mình đã gọt đẻo nó rồi các bạn. Ôi, cái đấy đất còn to quá. Cho đây bị rỡ tổ hú nó chọt ở đây các bạn. Bớ một lỗ đây. Nhưng mà không sao, còn đất nhiều ha. Mình à, giờ mình gạt cái đấy bớt các bạn. Rồi mình có mẹ con nó đi theo nhau luôn. Và mẹ con nó ở trong luôn. Đây. Bạn nhìn lại lá các bạn đây. Đây cái con này các bạn. Bạn thấy con nó. Con nó này các bạn, lá này. Ở đây là cái nghệ này, nó cầu cái rỡ ra được cái con, mình đào lấy cái nghệ con luôn. Rồi, bây giờ mình bó xung quanh đã, mình bó xung quanh này đã, bầu đất lên các bạn thấy không? Rồi đầu mình gạt đấy bớt là nó nhẹ bớt các bạn, chứ mà nó nhẹ nhẹ cho dắt đi cũng phơ tít rồi á, chết có, đường xa quá các bạn. Mình đã bó bầu nó xong các bạn, bó bầu nó rồi, chung cái bầu to chà bá. Rồi mình đỡ đây các bạn, đỡ tại hầm luôn. Không. Mình đi đi tìm thứ còn cây nào nữa không các bạn. Đỡ nguyên hiện trường luôn. Mình lên quanh thứ còn cây nào nữa. Mình đã đào được cây nữa là mình về các bạn. Chứ còn kiểu này thì dắt mạnh đi không nổi các bạn, xa quá. Mà mình bó vào đất đây là được một cái là nó nặng nó được ít, số lượng nó ít các bạn. Thì mình được một cái là nó chất in các bạn. Trồng thì nó chất sống, nó khỏi bị rủi ro nhiều. Còn nếu mà không vào bầu đất thì nó xác suất hơn xui các bạn. Thôi để mình tìm thứ cái nào nữa.
Đây các bạn, mình đi lanh quanh mình tìm giống cây nữa các bạn. Đây đây đây. Đây cũng dòng lá của nó nha các bạn. Chứ mà cây này thông thánh quá. Đây các bạn nhìn những cái lá này. Đúng chưa? Nhưng mà cây này thông thánh các bạn. Đúng chưa? Đồng cái cán cán dao gốc thánh. Nãy giờ mình cũng thấy được hai bà cây các bạn. Nhưng mà mỗi cái tội thân thiện quá. Mình coi bên trong còn cây nào nữa. Ui sao thân thiện dữ. Ở trong đây còn cây thân keo hơn này các bạn. Cây này thân keo hơn. Một cốt. Bên trong còn cây nữa. Để mình kiếm còn cây nào nữa. Mấy cây đây thân thiện, để từ từ mình lấy xong. Lạc văn mình tìm thử còn cây nào nữa. Rồi cây này đến cây nữa các bạn. Mà cây này không phải. Cây này không phải khuôn lá đó nha các bạn. Bạn thấy khác nhau không? Khác cái khuôn lá cây này mình mới vừa rồi chia sẻ các bạn xem này. Đó. Đầu lá cũng khác luôn các bạn. Ủa cây này coi. Cây này thân cũng thánh. Chẳng có cây nào keo tội, còn cái thánh không? Mai mốt lên lấy dây các bạn. Lấy cây lấy dây mình bé mình cầm xuống cái một ít rồi qua năm sau mình đào các bạn. Thế anh em họ tới họ đào hết cũng biết mà. Mình lấy dây lên rừng mình uống ấy. Còn nó keo mày. Rồi mình sẽ chân nó keo xong rồi là mình đào các bạn. Mà lúc đó mình đào đất hay đào cây mà không hiểu. Chứ cái lẽ là đào đất là cái chết các bạn. Còn mình lên văn thứ còn cây nào nữa. Đà Phúc Kiến. Kiên Tu Hú. Rồi để gặp con cây lỗ đầu. Cái bốn nữa nè các bạn. Ui nó đúng đây. Một cây lỗ đầu. Ui đây cái hai chầu lá lớn. Ui đây cái lá lớn nè các bạn. Cái bây giờ tầm nó ra lá lớn mới lạ. Thôi cho mình kiếm thử có gì nữa không các bạn. Mình nói được, thấy được cái cây dưới kia rồi. Nói chập nữa mình lại mình tìm có là mình đào cái đó các bạn. Tiếp cây nữa mình đi. Mình đào được cái cây nữa rồi các bạn. Đây. Góc thánh các bạn. Mở tên thì là keo chuông màu đất các bạn, có hầm đây, không có đuôi chuột, ui màu đất đây nóng ngon này, nhẹ nhàng, không có đuôi chuột, gì đó, đây các bạn, đây có thằng mình kết bó đây thằng nữa, hai thằng này thẳng thẳng lên đây thì cam, cái đây kết bó tàn các bạn, kết lấy cốt nha, cái này không sợ tàn được, lá này các bạn, đây, bạn nhìn con lá này. Đây các bạn, những cái lá, các bạn nhìn con lá đó, mình lật cái đầu này, nhìn cũng được các bạn, lá này nhìn được thôi, mình chích lấy cốt đây, không biết lấy dài lấy dính đây, đó thứ mình gọt sữa ra. Xong rồi này các bạn, được bầu đất riêng, hai thằng nhỏ với mình kích, còn đây thôi, hoành đây thì có hầm mới các bạn, giờ đỡ điều, bốn phía, chiều cao 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang, ồ hơn mấy các bạn, cao hơn 1 mét, rồi bầu đất ok, ở dưới đây nó còn nó vỡ ít này các bạn, nhưng mà không sao, ở trên nhiều rễ tơ, bom đất mắm nhỏ nhẹ. Rồi mình bó cái đây lại các bạn. Đây hai chậu, hai chậu đây dòng lá khác này các bạn, lá nhỏ các bạn, đây là lá bị lớn nha, lá
lại nhỏ, đọc nó như vậy. Cây hơi bạn. Đó, cây này đây. Mình kích ra đây, để mình sửa lại cho nhỏ xíu luôn. Mình sửa lại cho nhỏ xíu rồi mình bỏ trong ba lô các bạn. Rồi. Sau đây là nhọn ta. Không hiểu, không tạm biệt cho. Nó thật cũng đỡ thương. Cái gọt bỏ ba lô các bạn. Đây các bạn, mình làm chập nó còn có chút xíu đây các bạn. Ồ, bỏ cái tổ được. Đây, nhỏ xíu. Đừng làm bằng bẫy. Ở dưới đây có một cái đuôi chuột nha các bạn. Ôi mà rỡ nhỏ nhiều. Rỡ nhỏ quá nhiều. Rỡ ngang rỡ tấp rồi nhiều. Có cái đuôi chuột dưới đây các bạn. Đây, mình kích cái đuôi bẫy. Cái bỏ. Mình được một cái đuôi xíu xíu. Đấy, nhìn đây. Trâu đây nó là các bạn, thì mình cho là cái các bạn kinh nghiệm cho mình các bạn đã lên tới chỗ bến lý rồi các bạn. Mất cái mình đánh lại này đây, với cả nhà nhỏ ở trong cái ba lô nữa là ba cây. Hôm nay mình được ba cây các bạn, chờ anh em họ lên rồi chưa. Chào các bạn nha, hẹn các bạn ở video tiếp theo.